Giới chức cao cấp Philippines cho biết Nhật Bản ngỏ ý muốn tham gia những cuộc diễn tập hải quân đa phương với Philippines sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch xây cất những cơ sở tìm kiếm cứu nạn trên 7 bãi đá và bãi cạn mà họ đã bồi đắp cải tạo ở Biển Đông. Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines tướng Hernando Iribarri và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Volter Gasmin cho biết cuộc họp của họ với Đô đốc Katsutoshi Kawano của Nhật Bản, tư lệnh lực lượng tự vệ của Nhật, tập trung vào những cuộc thảo luận về những cuộc tập trận chung trong tương lai giữa thủy quân lục chiến Nhật Bản và Philippines, trong đó có những hoạt động và diễn tập đổ bộ. Bộ trưởng Gasmin nói Nhật cũng muốn chia sẻ thông tin về Biển Đông giữa Philippines và Nhật. Vẫn theo lời ông Gasmin, ông Kawano cũng bảo đảm với các quan chức quốc phòng Philippines rằng Thủ tướng Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy thông qua một đạo luật an ninh quốc gia cho phép các lực lượng tự vệ Nhật Bản mở rộng những hoạt động an ninh với Philippines.